Trong lịch sử bóng đá Việt Nam có rất nhiều gia đình theo nghiệp quần đùi áo số, truyền từ đời cha sang con. Điển hình trong giới cầu thủ có Đặng Gia Mẫn và hai con trai Đặng Phương Nam, Đặng Thanh Phương. Trong giới huấn luyện viên thì có Nguyễn Thành Vinh và con trai Nguyễn Thành Công. Còn anh em ruột theo nghiệp quần đùi áo số thì nhiều hơn nữa. Trước kia có bộ tứ nổi tiếng của Sông Lam Nghệ An là Văn Sĩ Hùng, Văn Sĩ Sơn, Văn Sĩ Thủy và Văn Sĩ Linh. Cả bốn cầu thủ này đều là con trai của cựu cầu thủ Thể Công quê Nghệ An, ông Văn Sĩ Chi. Gần đây nhất là trường hợp của hai anh em Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dụng. Thế nhưng có một trường hợp thuộc loại hiếm trong lịch sử bóng đá Việt Nam là hai anh em cột chèo đá cho cùng một đội bóng. Bộ đôi mà chúng tôi đang muốn nhắc đến ở đây là Nguyễn Văn Quyết và Đỗ Duy Mạnh. Nhắc về Văn Quyết và Duy Mạnh, chắc hẳn nhiều người sẽ ngay đến câu lạc bộ Hà Nội. Đây là ngôi nhà mà cả hai đã gắn bó trong hơn 10 năm sự nghiệp. Cụ thể, Quyết dần chuyển đến đội bóng của Bồ Hiển từ câu lạc bộ Viettel vào năm 2010. Còn trung vệ Duy Mạnh đi lên từ đội trẻ của Hà Nội T&T, sau này là câu lạc bộ Hà Nội. Năm 2015, sau khi khẳng định được vị trí của mình ở câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, tiền đạo số 10 đã quyết định lên xe hoa cùng với người đẹp Huyền My. Cả hai quen nhau từ năm 2011 tại sân bay. Trong dịp tình cờ Văn Quyết sang Macau thi đấu, còn Huyền My thì đi du lịch cùng gia đình. Sau lần gặp định mệnh đó, Văn Quyết và Huyền My đã phải lòng nhau và tiến thêm một bước quan trọng của chuyện tình 4 năm đẹp như mơ bằng một đám cưới ấm áp tại Hà Nội. Bố vợ của Văn Quyết là ông Nguyễn Giang Đông, cựu chủ tịch câu lạc bộ Sài Gòn. Cũng trong năm 2015 đó, một cuộc gặp định mệnh khác đã được diễn ra tại Hà Nội. Lần này không phải ở sân bay mà là ở khách sạn JW Marriott. Ngày đó đội tuyển Việt Nam có buổi giao lưu với các cầu thủ Manchester City. Ông Nguyễn Giang Đông đến dự dẫn theo con gái rượu Quỳnh Anh, tiểu thư con nhà chủ tịch ngày đó mới 19 tuổi, rất xinh xắn và đáng yêu. Cô đã sớm lọt vào tầm ngắm của chàng trai cùng tuổi Đỗ Duy Mạnh. Chàng trai ngây ngô ấy đã say đắm tiểu thư xinh đẹp ngay từ lần gặp đầu tiên và sau này là cái kết đẹp. Cả hai yêu nhau trong suốt 3 năm và chính thức công khai tình cảm sau khi Duy Mạnh trở về cùng ngôi Á quân châu Á tại Thường Châu vào năm 2018. Sau gần 5 năm sát cánh bên nhau, ngày 9 tháng 2 năm 2020, cả hai đã quyết định tổ chức đám cưới tại chính khách sạn JW Marriott, nơi cả hai đã trao cho nhau ánh mắt đầu tiên. Đám cưới diễn ra trang trọng trong sự chứng kiến của hàng ngàn khách mời, trong đó có rất nhiều cầu thủ và nghệ sĩ. Sau đám cưới này, bóng đá Việt Nam ghi nhận một trường hợp hiếm hoi là một đội bóng sở hữu hai anh em cột chèo. Sau đám cưới, Duy Mạnh lao vào tập luyện và không đi hưởng tuần trăng mật như các cặp đôi khác. Trước mắt anh và câu lạc bộ Hà Nội là trận tranh siêu cúp quốc gia 2019 với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trận đấu đầu tiên của anh em cột chèo Văn Quyết Duy Mạnh diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt khi Sân Thống Nhất không có khán giả vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trận đấu này, Duy Mạnh và Văn Quyết đều có tên trong đội hình xuất phát. Cả hai ghi dấu ấn của mình theo cách hoàn toàn trái ngược. Duy Mạnh sau 5 phút có mặt ở trên sân đã rời sân bằng cáng. Trung vệ số 28 đã dính chấn thương nặng ở đầu gối và phải rời xa sân cỏ, dự kiến kéo dài tầm 9 tháng. Chứng kiến chấn thương của Duy Mạnh, Văn Quyết, đội trưởng của đội, cũng là rể trưởng trong nhà, không khỏi lo lắng. Anh nhanh chóng động viên người em, cũng như có những hướng dẫn kịp thời đến Bùi Hoàng Việt Anh, người lấp vào chỗ trống của Duy Mạnh để lại. Văn Quyết sau đó làm tốt vai trò của mình. Anh luôn là mối nguy hiểm cho hàng phòng ngự của đội chủ Sân Thống Nhất. Một trong số đó là đường căng ngang khiến cho hậu vệ Nguyễn Công Thành cũng đã phản lưới nhà. Kết thúc trận đấu, câu lạc bộ Hà Nội xuất sắc đánh bại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2-1 và lên ngôi vô địch. Sau khi bảo vệ thành công siêu cúp quốc gia, Văn Quyết đã không quên thành viên mới trong gia đình vợ. Anh đến an ủi Duy Mạnh, thuyết phục người em đứng lên và cùng đồng đội nâng cao chiếc cúp vô địch. Duy Mạnh lên một nhận giải không phải trên đôi chân của mình. Đây là một trong những khoảnh khắc ấn tượng của trận tranh siêu cúp, ngày mà cả hai đội phải thi đấu không có khán giả. Lúc Văn Quyết nâng cao cúp cũng là lúc mà chúng tôi hướng về Duy Mạnh. Anh đã lẳng lặng rời đi vì không thể nhảy lên ăn mừng cùng các đồng đội và người anh cột chèo của mình.